Công ty Natural Benefits xin hân hạnh giới thiệu đường, nước tương và giấm làm từ mật hoa dừa. Sản phẩm giàu khoáng chất thuần tự nhiên, có chỉ số đường huyết thấp, rất phù hợp với trẻ nhỏ, cung cấp năng lượng ổn định cho người bị tiểu đường, ăn kiêng, ăn chay, chơi thể thao và bảo vệ sức khỏe. Mật hoa dừa là một sản phẩm tinh túy và hữu cơ 100%, được chứng nhận từ nhiều quốc gia như Mỹ, châu Âu và Nhật. Sản phẩm hiện đã có mặt tại Úc. Mọi chi tiết xin liên lạc số phone 0466 818 818 hoặc 0466 988 969 hoặc đến 26 Bolivia Street, Cabramatta, New South Wales 2166. Xin hân hạnh giới thiệu dịch vụ rửa xe Golden Crown Car Wash Cafe tại 74 Railway Parade, Fairfield, New South Wales 2165, cách thủ phủ Cabramatta chỉ vài phút lái xe. Golden Car Wash chuyên cung cấp mọi dịch vụ về rửa xe, làm sạch nội thất và đánh bóng xe với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và tận tâm. Golden Car Wash, địa chỉ đáng tin cậy cho tất cả mọi người. Lily và Kim Hoàng rất hân hạnh được trở lại với quý vị và các bạn trong chương trình Điểm báo Úc Châu ra ngày hôm nay, thứ hai, ngày 23 tháng 9 năm 2024. Và kính thưa quý vị, mỗi thứ hai đầu tuần thì chúng ta thường có những thông tin liên quan đến sinh hoạt chính trị, và tuần này cũng không ngoại lệ khi mà một trong những công ty thăm dò công luận rất là phổ biến là công ty Newspool đã có những cái thống kê về dữ liệu mới nhất. Qua đó cho thấy mức độ của cử tri ủng hộ đối với chính phủ lao động Albanese đã giảm xuống mức thấp kỷ lục, và hiện nay thì chính phủ chỉ nhận được 31% tỷ lệ ủng hộ từ cử tri mà thôi. Và đây cũng là tỷ lệ thấp nhất kể từ tháng 11 năm ngoái, là thời điểm mà chính phủ đã thất bại trong cuộc trưng cầu dân ý. Trong khi cử tri ủng hộ Liên đảng Tự do Quốc gia ở thế đối lập thì dường như không thay đổi, có nghĩa là vẫn tiếp tục duy trì ở mức là 38%. Và theo nhận xét của các chuyên gia thì nếu cuộc bầu cử diễn ra vào thời điểm này thì có lẽ chiến thắng sẽ thuộc về Liên đảng Tự do Quốc gia chứ không phải thuộc về chính phủ lao động. Tuy nhiên, trong chính trị thì như chúng tôi vẫn thường hay nói, một ngày trong chính trị rất là dài, vì thế này cũng có thể sớm thay đổi nếu như chính phủ của Thủ tướng Albanese có những chính sách thiết thực hơn về vấn đề gia cư, bởi vì một trong những yếu tố khiến cho tỷ lệ ủng hộ chính phủ giảm hạ nặng nề như vậy là bởi vì cử tri đang bắt đầu cảm thấy thất vọng với hầu hết các chính sách về gia cư của chính phủ. Và đặc biệt là trong tuần lễ vừa qua, hai dự luật được đệ trình lên Thượng viện đều không được thông qua. Dự luật thứ nhất là Help to Buy, có nghĩa là giúp sở hữu nhà. Theo đó, chính phủ có thể cùng sở hữu với mức độ là 30 hoặc 40%. Tuy nhiên, dự luật này đã bị đình hoãn cho đến tháng 11 sắp tới. Ngoài ra, một dự luật khác có tên gọi là Build to Rent, có nghĩa là xây nhà cho thuê, cũng không được Liên đảng đối lập ủng hộ cũng như là Đảng Xanh ủng hộ. Và vì vậy mà chính sách về gia cư đang trở nên rất xa vời và càng khiến cho chính phủ lao động bị mất lòng tin. Và cũng trong cái bối cảnh chính phủ lao động bị mất lòng tin thì ngày hôm nay Bộ trưởng Ngân khố là ông Jim Chalmers đã bị đặt câu hỏi trong chương trình của đài Sky News về mối quan hệ với ngân hàng trữ kim RBA sau khi ông Chalmers đã cáo buộc RBA là đã gia tăng lãi suất quá nhiều khiến cho nền kinh tế của nước Úc suy yếu. Hay nói cách khác thì ông đang cáo buộc RBA đã phá hoại nền kinh tế. Và cũng trong bối cảnh này thì ông Jim Chalmers đã được đặt câu hỏi và ông đã một lần nữa lên tiếng khẳng định bảo vệ cái mối quan hệ giữa chính phủ và ngân hàng trữ kim khi ông cho rằng là cuộc chiến chống tham nhũng hiện nay đang đi đúng hướng, bởi vì tỷ lệ lạm phát trong tháng 8 vừa qua chỉ ở mức là 3.5% và mức độ lạm phát này cũng rất gần với mức mà ngân hàng trữ kim AB ưa chuộng là từ 2-3%. Và lời tuyên bố này cũng đã đi bước trước khi mà phiên họp của hội đồng quản trị của RBA sẽ diễn ra vào tuần tới, mà theo các chuyên gia thì RBA sẽ không giảm hạ lãi suất cho đến ít nhất là vào tháng 2 năm tới 2025.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, vào thứ tư tuần này thì Tổng Nha Thống kê ABS mới công bố cái chỉ số lạm phát trong tháng vừa rồi. Tuy nhiên chưa rõ lạm phát của Úc Châu giảm hay là tăng. Tuy nhiên mà Bộ trưởng Ngân khố Jim Chalmers trong cái cuộc trả lời phỏng vấn trên đài Sky News cũng cho rằng là hiện nay rất nhiều nhà kinh tế cũng đang kỳ vọng rằng lạm phát của Úc Châu sẽ giảm hạ, tức là dần quay trở lại mức mục tiêu từ 2-3% như Ngân hàng Trữ Kim RBA đã đặt ra. Khi mà ông tiếp tục ca ngợi cái cách quản lý của chính quyền Albanese vẫn đang đi đúng hướng. Mà theo các chuyên gia kinh tế thì nếu lạm phát giảm trong cái dữ liệu được công bố vào hôm thứ tư tuần này thì có thể sẽ khiến RBA hạ giảm lãi suất ngoài dự kiến trong cuộc họp vào thứ ba tuần tới. Thì chắc chắn nếu mà RBA hạ giảm lãi suất thì ông Chalmers sẽ lại tận dụng cái điều đó để ca ngợi công lao của chính phủ là đang đi đúng hướng chứ không phải là do RBA. Có nghĩa là chính phủ đang cố tình lập công phải không? Chứ không để công trạng này cho RBA hưởng lợi. Tức là nếu mà lạm phát mà gia tăng thì lại đổ lỗi cho RBA, bởi vì RBA đổ lỗi cho RBA. Thế nhưng mà nếu mà lạm phát giảm hạ thì lại nhân công của chính phủ chứ không phải của RBA. Vâng, thưa quý vị và các bạn, cũng xin nhắc lại là lạm phát ở Úc hiện nay đang ở mức là 3.5% theo cái dữ liệu được Tổng Nha Thống kê công bố vào tháng trước, là cũng đã giảm so với mức 3.8% của quý 2 trước đó. Mặc dù giá cả đã giảm, tức là lạm phát đã giảm rất nhiều so với mức đỉnh điểm vào tháng 12 năm 2022, nhưng mà bản thân RBA thì vẫn rất lo ngại là cái mức lạm phát sẽ tiếp tục dai dẳng, kéo dài, cho nên là vẫn chưa tính đến việc hạ giảm lãi suất trong năm nay, mà nếu có thể thì sẽ vào năm tới 2025. Trong khi đó thì rất nhiều nhà kinh tế thì không đổ lỗi cho RBA mà đổ lỗi cho chính phủ là không làm được gì nhiều để giúp hạ giảm lạm phát ở Úc Châu. Và các nhà phân tích cụ thể thì cũng cho rằng là thực tế thì các chính sách của chính phủ hoàn toàn không có bất cứ những cái thay đổi nào cho phép RBA cung cấp cứu trợ lãi suất cho các hộ gia đình, tức là RBA có hạ giảm lãi suất thì cũng không phải là nhờ công của chính phủ. Và hầu hết các nhà kinh tế thì cũng không cho rằng là RBA sẽ điều chỉnh lãi suất trong cái cuộc họp vào tuần tới. Và ít nhất là các gia đình, đặc biệt là những hộ gia đình mà có là vay thế chấp phải chờ tới thậm chí tới tháng 2 năm 2025 thì may ra RBA mới hạ giảm lãi suất. Họ cũng cho rằng là trước khi RBA hạ giảm lãi suất có thể còn tăng lãi suất từ 1 đến 2 lần để mà đưa mức lạm phát hiện nay xuống mức mục tiêu từ 2-3%. Chứ nếu không thì lạm phát sẽ tiếp tục dai dẳng ở mức cao như vậy. Trong khi đó thì chính quyền của Thủ tướng Albanese ngày hôm nay cho biết là họ đang cân nhắc để có thể đưa ra những cái quyết định về việc cấm quảng cáo cờ bạc trên các phương tiện truyền thông, đặc biệt là đối với các đài TV của Úc. Hiện nay thì chính phủ đang đưa ra 3 cái đề nghị và nếu được thông qua thì tất cả những dự luật này sẽ trở thành luật và sẽ được áp dụng kể từ năm tới 2025. Thứ nhất, đó là cái việc quảng cáo cờ bạc sẽ chỉ được diễn ra 1 giờ trước và sau các chương trình phát sóng về thể thao. Thứ nhì là hạn chế chỉ có 2 quảng cáo về cờ bạc mỗi 1 tiếng đồng hồ được áp dụng vào các thời điểm khác nhau trong ngày. Và thứ ba là quảng cáo cờ bạc về kỹ thuật số sẽ bị cấm hoàn toàn. Tất cả những đề xuất này nhằm mục đích là giúp cho người cư dân của Úc có thể tiết kiệm tiền, bởi vì nhiều dữ liệu cho thấy là những cái vấn đề cá cược, đặc biệt là xuyên qua những cái chương trình thể thao đã mất, đó khiến cho cư dân mất rất nhiều tiền trong thời gian vừa qua. Và nếu như những cái dự luật này thực sự có hiệu lực vào năm 2025 thì điều này cũng có nghĩa là không có một chuyên gia thể thao nào được phép nói về những cái tỷ lệ cá cược trong tất cả các chương trình được phát sóng trên các kênh truyền hình. Và trước đó thì những cái đề xuất này khi được đưa ra vào tháng 5 của năm 2023 thì lãnh tụ đối lập là ông Peter Dutton cũng đã ủng hộ, và các chuyên gia hy vọng là một khi mà đề xuất này được đưa lên thượng viện trong vài ngày sắp tới cũng sẽ tiếp tục nhận được ủng hộ của đối lập để nhanh chóng được thông qua. Ngoài ra thì chính phủ cho biết là trong thời gian vừa qua họ cũng đã mất rất nhiều thời gian để mà cân nhắc về các quy tắc về thể thao cũng như là mạng lưới truyền hình, và đặc biệt là vấn đề nhà cái, có nghĩa là những nhà cá cược đang thúc đẩy những cái hạn chế đối với quảng cáo kỹ thuật số thay vì là một lệnh cấm hoàn toàn.
vì việc những lệnh cấm hoàn toàn sẽ có những cái hạn chế rất là gây thiệt thòi hoặc là gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến những nhà cái này. Trong khi theo lời của Bộ trưởng Truyền thông là bà Michelle Rowland, thì mục đích mà chính phủ Albanese đang cân nhắc đến việc cấm quảng cáo về cá cược trong các chương trình thể thao là nhằm để bảo vệ cho trẻ em, cũng như là phá vỡ những cái mối liên hệ rất là truyền thống và rất là khăng khít giữa những cái nhà cá cược và những cái kênh thể thao trên các phương tiện truyền hình, và đồng thời giải quyết tình trạng bão hòa của vấn đề quảng cáo, đặc biệt là khi điều đó đang ảnh hưởng đến những thanh niên trẻ tuổi từ 18 cho đến 35 tuổi. Tuy nhiên, Bộ trưởng Michelle Rowland cũng khẳng định tất cả những cái lệnh cấm này không bao gồm vấn đề đua ngựa, có nghĩa là vào ngày Melbourne Cup thì tất cả cư dân Úc vẫn tiếp tục được quyền cá cược để xem con ngựa nào sẽ về nhất. Đây cũng được cho là một cái ngoại lệ, bởi vì nếu chính phủ cấm cái vấn đề cá cược trong những cái trận đua ngựa truyền thống như Melbourne Cup thì chắc chắn là chính phủ sẽ bị dội nước lạnh, bởi vì sẽ có rất nhiều cử tri ủng hộ chỉ trích những cái quyết định như thế này. Vâng. Vì vậy mà phải có những cái biện pháp ngoại trừ. Vâng. Để bảo vệ ít nhất là cái thế đứng của chính phủ. Vâng, bởi vì cái cuộc đua ngựa ở Úc Châu rất nổi tiếng và cũng tạo ra công ăn việc làm cho rất nhiều người, và cũng rất được cư dân của Úc Châu là yêu thích cái môn thể thao này. Trong khi đó, ngoài vấn đề này thì thưa quý vị và các bạn, Bộ trưởng Truyền thông Michelle Rowland cũng phản pháo lại một những cái chỉ trích đối với một cái đề xuất khác của chính phủ, đó là cái trong vấn đề mà yêu cầu các công ty công nghệ là phải ngăn chặn các cái thông tin sai lệch hay là sai sự thật. Nhắc lại là cái tuần trước thì chính phủ cũng đã đưa ra một cái dự luật, theo đó yêu cầu các cái công ty quản lý các cái nền tảng truyền thông xã hội là phải chịu mức phạt lớn nếu mà họ không trấn áp thỏa đáng cái tình trạng mà thông tin sai lệch hay sai sự thật được đưa tràn lan trên các cái trang mạng của mình. Dự luật này thì thay đổi một cái dự luật được bác bỏ vào tháng 11 năm ngoái, và chính phủ nói rằng là cũng đã sửa đổi nhiều để cho cân bằng với yêu cầu về tự do ngôn luận. Nhưng mà đề xuất sửa đổi mới này cũng đã bị chỉ trích dữ dội, đặc biệt là Bộ trưởng Truyền thông bên liên đảng đối lập là ông David Coleman thì đã chỉ trích gay gắt, cảnh báo rằng đối lập chắc chắn sẽ không bỏ phiếu nếu mà chính phủ đưa dự luật ra Quốc hội. Ông cho rằng định nghĩa về thông tin sai lệch quá rộng, do vậy nên có khả năng là kể cả những cái bình luận hay ý kiến của các độc giả đưa trên các trang mạng xã hội cũng có thể bị bác bỏ. Mà ý kiến của các độc giả thì dường như không phải là những cái thông tin sai lệch, và trong nhiều trường hợp cũng có thể gây ra tác động đối với kinh tế xã hội, đặc biệt là trên thị trường chứng khoán. Bộ trưởng Rowland cũng đã phản bác lại các cái lập luận đó và cho rằng là phe đối lập đang chơi trò hai mặt, khi bản thân đối lập thì cũng công khai cam kết là sẽ đưa ra những cái bộ luật để giải quyết cái vấn đề thông tin sai lệch, nhưng mà khi chính phủ lao động đưa ra thì lại không ủng hộ. Và giống như dự luật trước đó thì đề xuất mới của chính phủ cũng sẽ trao thêm quyền cho cơ quan giám sát truyền thông là ACMA áp dụng những cái khoản tiền phạt rất lớn, lên tới 5% doanh thu toàn cầu đối với các nền tảng truyền thông xã hội mà không ngăn chặn thỏa đáng thông tin sai lệch hay sai sự thật trên các cái nền tảng của họ. Và ACMA cũng sẽ được trao quyền mới để phê duyệt các cái nguyên tắc ngành thì có thể thực thi để xử lý các cái thông tin sai lệch hoặc tự đưa ra các cái tiêu chuẩn nếu cơ quan này cho rằng là các cái công ty kỹ thuật số không tự điều chỉnh được các cái vấn đề đó. Tuy nhiên, liên đảng đối lập không phải là bên duy nhất phản đối, mà bản thân những người ủng hộ quyền tự do ngôn luận cũng chỉ trích dự luật này, cho rằng đây là một sự tấn công vào quyền tự do ngôn luận ở Úc Châu. Đúng là cái cụm từ thông tin sai lệch nó quá rộng. Dạ, vâng. Nó chỉ là một cái định nghĩa chung chung thôi, nó chứ không hướng dẫn cho chúng ta biết cái nào là thật sự mới gọi là sai lệch. Vâng. Sai lệch hay không là chỉ là nhận thức của mỗi cơ quan chức năng mà thôi, hoặc là mỗi cá nhân mà thôi. Vâng. Và vì vậy mà chúng ta cũng không ngạc nhiên khi mà chính phủ nhận một cơn mưa chỉ trích từ phía đối lập cũng như là từ cử tri của nước Úc, khi mà nước Úc luôn luôn tự hào là một quốc gia tự do ngôn luận, và trong cái luật này nếu được áp dụng thì cái quyền tự do ngôn luận nó sẽ bị thu hẹp, và vì vậy mà có lẽ sẽ khó được thông qua. Trong khi đó thì một quả bom đã phát nổ ngày hôm nay khi mà Ủy hội Bảo vệ Cạnh tranh Người tiêu thụ, gọi tắt là ACCC, đã đệ đơn kiện đối với hai siêu thị lớn nhất của Úc là Coles và Woolworths vì cáo buộc gian lận giá cả. Theo siêu thị Coles thì họ đã thực hiện một cái cuộc điều tra đối với hai siêu thị này trong khoảng thời gian từ tháng
9 của 2022 kéo dài cho tới tháng 5 của 2023. Và trong khoảng thời gian này, 266 sản phẩm của Woolworths đã được Ủy hội ACCC nghiên cứu về giá cả. Trong khi về phía Coles thì ACCC cũng đã có thông tin từ 245 sản phẩm, có nghĩa là hơn 50% sản phẩm của hai siêu thị này đã bị điều tra một cách rất là chi tiết. Và qua cuộc điều tra này thì ACCC đã đưa ra một cái kết luận là cả hai hệ thống siêu thị này đều đã có những cái hành động gian dối, đó là đã tăng giá lên quá cao và sau đó thì có những cái đợt giảm giá promotion để thu hút người mua, trong khi trong thực tế thì giá cả này không hề rẻ, thậm chí là mức giá này còn sau khi đã giảm rồi vẫn cao hơn mức giá trong thực tế của mỗi một món hàng. Và ACCC đã đưa ra rất nhiều thí dụ. Trong những cái thí dụ này, chúng tôi chỉ chọn ra một thí dụ để giải thích cho quý khán giả ngày hôm nay. Đó là một cái pack, nó gọi là Oreo Family Pack, có nghĩa là một cái bánh chocolate với cái trọng lượng là 370g. Và thông thường thì cái Oreo Pack này sẽ được bán với giá là 3 đồng 50 sen. Tuy nhiên vào cái thời điểm từ tháng 9 2022 cho tới tháng 5 của 2023 thì từ cái mức giá 3 đồng rưỡi một pack đã được tăng lên là 5 đồng một pack. Và sau đó thì siêu thị Woolworths đã có một đợt giảm giá hơn xuống chỉ còn là 4 đồng rưỡi mà thôi, thay vì là 5 đồng. Tuy vậy cái mức 4 đồng rưỡi này nó vẫn cao hơn cái giá trị thực tế là 3 đồng rưỡi mà thôi. Và cái mức cao hơn này nó đến 29 hoặc là 30%. Hay nói một cách khác là Woolworths và Coles đã lợi dụng những cái lòng tin của người tiêu dùng bằng cách là chúng ta luôn luôn bị thu hút bởi những cái vấn đề hoặc là những cái cụm từ là giảm giá on sale 50% off hoặc 30% off vân vân. Tuy nhiên trong thực tế thì cho dù đã hạ giảm 50%, giá trị thật của nó vẫn cao hơn là mức giá mà Woolworths nên bán ra cho người dân. Và vì vậy mà ACCC đã quyết định khởi kiện hai công ty này, thúc đẩy hai tổng công ty này. Thứ nhất là phải trả tiền phạt cho những cái lợi nhuận mà họ đã đạt được trong thời gian qua. Thứ hai là ACCC cũng đang tìm kiếm những cái tuyên bố hoặc là những quyết định về số tiền phạt từ tòa án. Và thứ ba là ACCC cũng đang yêu cầu áp dụng một cái lệnh gọi là phục vụ cộng đồng, yêu cầu Coles và Woolworths phải cung cấp tài trợ cho những tổ chức từ thiện. Và đây là những tổ chức từ thiện không nằm trong danh sách mà hai siêu thị này đang có. Bởi vì trong thực tế thì Coles và Woolworths cũng thường hay biếu tặng những cái loại thực phẩm họ không bán được hoặc không sử dụng hoặc không còn tốt đẹp nữa cho các tổ chức từ thiện, và đó là những tổ chức bình thường. Nhưng trong cái mức phạt này thì ACCC đã yêu cầu họ phải làm nhiều hơn nữa, có nghĩa là họ đã lời quá nhiều thì họ phải cung cấp thức ăn miễn phí cho càng nhiều người càng tốt trong cái bối cảnh khó khăn hiện nay, như là một hình thức bù đắp lại cái thu nhập mà họ đã có một cách gian dối trong thời gian vừa qua. Vâng, đó là chưa kể cái mức phạt mà ACCC chúng ta chưa biết mức phạt như thế nào. Vâng, tòa chắc chắn vâng. Sẽ rất cao. Vâng, ACCC thì chưa nói, nhưng mà theo quy định vào năm 2022 thì bất cứ cái hành vi nào mà vi phạm bộ luật tiêu dùng ở Úc Châu thì đều bị phạt tới khoảng là trên 50 triệu đô la hoặc là gấp 3 lần cái số tiền mà thu được bất chính đó. Hay là nếu không thì nói chung là ACCC cho rằng mức phạt có thể là khoảng 30% doanh thu. Và đây là hai cái công ty thu lợi nhuận rất lớn cho nên số tiền phạt dự kiến là sẽ rất nhiều. Còn trong lĩnh vực gia cư thì thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì một báo cáo mới của tổ chức nhà ở cho mọi người Everybody Homes cũng đã đưa ra một cái kết luận gây chấn động. Đó là những người mà đang hưởng trợ cấp xã hội mà phải ở nhà thuê thì gần như hoàn toàn không còn đủ khả năng để chi trả cho tiền thuê nhà tại tất cả các thành phố lớn ở Úc Châu. Báo cáo này phát hiện ra rằng là chẳng hạn mỗi người được nhận là 499 đô la một tuần thông qua các cái khoản thanh toán như là job seeker hay là trợ cấp thuê nhà của liên bang thì không đủ khả năng chi trả tiền thuê nhà, bởi vì mức thuê nhà trung bình hiện nay trên khắp Úc Châu đã là 547 đô la mỗi tuần.
và áp lực chi phí càng trở nên căng thẳng hơn khi mà tại những cái thành phố lớn, nơi mà giá thuê nhà trung bình hàng tuần cho các căn hộ hiện nay đã là 621 đô la mỗi tuần. Điều này sẽ khiến chẳng hạn một người mà hưởng lương hưu hay là trợ cấp tuổi già hoặc là khuyết tật chỉ còn lại khoảng 8 đô la một ngày sau khi mà đã trả tiền thuê nhà. Và những người nhận trợ cấp tìm việc cũng cần phải bỏ cái tiền túi thêm là 122 đô la một tuần mới đủ trả tiền thuê nhà. Tức là tiền trợ cấp nói chung hiện nay không đủ để trả tiền thuê nhà, chưa nói đến việc chi trả cho rất nhiều những cái khoản chi phí sinh hoạt đang ngày càng gia tăng khác. Và báo cáo cũng phát hiện ra rằng là những người hưởng mức lương tối thiểu cũng sẽ gặp căng thẳng về tiền thuê nhà. Tức là họ phải trả tới hơn 30% thu nhập mỗi tuần của mình hoặc là thu nhập của cả hộ gia đình để trả cho tiền thuê nhà. Ngoài ra, những người thuê nhà mà có thu nhập thấp ở các thành phố lớn và làm việc toàn thời gian với mức lương tối thiểu vẫn phải sử dụng tới 78% thu nhập hàng tuần của mình, tức là khoảng 800 đô la để trang trải chi phí nhà ở, khiến họ chỉ là còn lại khoảng 379 đô la để trang trải cho những thứ khác. Và báo cáo cho thấy chẳng hạn một cặp vợ chồng hưởng mức lương tối thiểu có hai con vẫn phải chi tới 34% cho chỗ ở, và số tiền còn lại để trang trải các cái khoản khác là 1.209 đô la mỗi tuần. Và Sydney được cho là thành phố đắt đỏ nhất với những người mà đang hưởng chương trình JobSeeker hay là lương hưu hỗ trợ tuổi già hay người khuyết tật thì gần như không đủ để chi trả cái tiền thuê nhà trung bình mỗi tuần. Trong khi đó thì Adelaide được cho là thành phố có mức chi phí phải chăng nhất trong nghiên cứu này, thì những người hưởng trợ cấp cũng vẫn phải chi tới hơn 50% thu nhập để chi trả cho tiền thuê nhà. Và kính thưa quý vị, cuối cùng là Kim Hòa muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả quý khán giả của Việt TV, đặc biệt là những khán giả sinh sống tại Melbourne, là bởi vì vào ngày hôm qua Chủ nhật thì chùa Quang Minh cũng đã tổ chức bữa cơm chay gây quỹ cứu trợ cho nạn nhân bão lụt tại khu vực miền Bắc của Việt Nam, và số tiền mà chùa đã gây được đã lên đến 103.000 đô la. Và cùng một khoảng thời gian đó, chùa Hoa Nghiêm ở Springvale cũng đã có bữa tiệc chay gây quỹ và cũng đã thu về được cái số tiền là 60.000 đô la. Và rất nhiều khán giả của Việt TV đã ủng hộ hai cái bữa cơm gây quỹ này. Vì vậy, Kim Hoàng muốn nhân cơ hội này gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị khán giả. Ngoài ra, nếu quý vị vẫn còn tiếp tục muốn đóng góp cho nạn nhân bão lụt, thì trong tuần này, chùa Bồ Đề ở St. Albans tại Victoria cũng sẽ có một cái bữa cơm chay gây quỹ. Và bữa cơm chay sẽ diễn ra vào lúc 11 giờ sáng kéo dài cho đến 3 giờ chiều, Chủ nhật ngày 29 tây tháng 9. Tất nhiên là bữa cơm chay này sẽ hoàn toàn miễn phí. Và quý Phật tử hoặc tất cả những ai có lòng hảo tâm thì chúng ta sẽ tự đóng góp vào thùng từ thiện. Và nếu quý vị có thắc mắc gì thì quý vị có thể liên lạc trực tiếp với Tì Kheo Ni Thích Nhật Liên qua số điện thoại là 0422 313 922. Và đó là những gì sẽ diễn ra tại chùa Bồ Đề ở St. Albans vào cuối tuần này. Và sau đó vào tuần lễ kế tiếp thì sẽ có những cái chương trình gây quỹ tại Tổ đình Phước Huệ ở Sydney. Và Kim Hoàng cũng sẽ gửi thông báo đến cho quý vị trong những chương trình vào tuần tới. Vâng, và chúng ta rất hy vọng là quý vị đồng hương ở Úc Châu sẽ nhanh tay hưởng ứng rất tích cực, đóng góp như cái cuộc gây quỹ cuối tuần qua ở Victoria. Thật ra là ban tổ chức chỉ có 3 ngày để tổ chức mà thôi, mà cái số tiền chúng ta có được tổng cộng là cũng hơn 160.000 đô la, là một cái sự đóng góp rất lớn. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chương trình Điểm báo Úc Châu của chúng tôi đến đây cũng xin tạm dừng. Lily và Kim Hoàng xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong phần Điểm báo Thế giới vào lúc 8 giờ tối nay. Kim Hoàng xin trân trọng kính chào.